Xin kính chào ba mẹ, các bạn học viên và toàn thể thầy cô đang công tác tại Superland. Cô là cô Băng, hiện tại cô Băng đang công tác tại Superland Gò Vấp và đã công tác được tròn 6 tháng. Và hôm nay cô Băng rất vinh dự khi được tham gia cuộc thi giáo viên xuất sắc do Superland Việt Nam tổ chức. Hôm nay cô Băng xuất hiện trên video này không phải với tư cách là một người giáo viên mà là một người hướng dẫn của Superland. 6 tháng vừa qua tuy không phải thời gian dài, nhưng ở trong ngôi nhà Superland, cô Băng đã học hỏi được rất nhiều điều thú vị và bổ ích. Trước đây, cô Băng chưa từng nghĩ là mình sẽ làm việc trong môi trường giáo dục. Cơ duyên để gặp gỡ và biết đến Superland là cả một câu chuyện dài. Tháng 12 năm 2022, cô Băng được một người bạn và hiện tại cũng đang là đồng nghiệp công tác tại Superland Gò Vấp giới thiệu đến Superland với công việc là đưa đón học viên. Vốn dĩ mang trong mình lòng yêu thương con trẻ và lúc đó đang khá rảnh rỗi nên cô Băng đã nộp CV ứng tuyển. Thật may mắn, sau buổi phỏng vấn, cô Băng đã được nhận và bắt đầu công việc là đưa đón bé. Trong thời gian làm việc tại đây, giám đốc trung tâm, cũng tức là cô Ngọc Hân, đã quan sát và quyết định cho cô Băng một cơ hội để được làm giáo viên chính thức, vì trước đó cô Băng chỉ làm part-time. Khoảng thời gian đầu cô Băng khá lo lắng và sợ mình không làm được. Nhờ sự động viên của cô Hân cũng như các cô tại Superland Gò Vấp mà cô Băng đã tự tin vượt qua nỗi sợ của chính mình. Khoảng thời gian làm việc tại đây, cô Băng học hỏi được rất nhiều điều, không chỉ về phương pháp mà còn về văn hóa quan tâm của Superland. Ngoài ra còn được tạo cơ hội tham gia khóa đào tạo cho người hướng dẫn và tham gia các hoạt động team building. Có nhiều người hay hỏi cô Băng là điều gì đã khiến cô Băng ở lại Superland. Chỉ đơn giản thôi, cô Băng yêu môi trường này, yêu các bạn nhỏ tại Superland, yêu đồng nghiệp mình và biết ơn đến giám đốc cơ sở Gò Vấp cũng là người đã tạo cho cô Băng một cơ hội để có mặt trong đại gia đình Superland Việt Nam. Có câu nói này rất hay, bạn hãy đối xử với mọi người như cách bạn muốn mọi người đối xử với mình. Vừa rồi là câu chuyện, là quá trình của cô Băng tại Superland Gò Vấp. Cảm ơn quý phụ huynh, quý thầy cô và các bạn học viên đã lắng nghe.